Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì em có về một số đồ này, dao kéo các loại nha, ổ điện 4 lỗ rắc dẹt nha, có khóa, bộ lọc đa tầng, số con dao cai dao rừng rất là đẹp nha, mẫu cực độc luôn. Phải đi nhanh vào từng món nha. Ở đây thì em về một số ổ điện có nam châm nha, nam châm hít. Cái này thì giáp của nó là giáp dẹt, cắm giáp dẹt, cắm vào đây quá này, rút ra nó không bị trôi. Rồi, nay thì có hai mẫu nó cũng tương tự nhau thôi. Một cái thì của Panasonic này, Panasonic. Cái của Mikasa gì đây, 15A 125V nha, 1500W. Này thì Made in Japan này, cái này là hàng Trung xuất Nhật này, hàng nội địa cả nha. Em bán theo cặp, cái này em bán theo cặp nha. Một cặp của nó là 100k. Một cặp 100k một cặp nha. Tương đương 50.000 một cái. Lấy bác nào lấy hai cặp thì bao ship nha. Không có nhiều đâu. Về mới về. Đây thì hai cái bộ lọc đa tầng nhá. Giá là 20A. Lọc 20A để thông số của nó này. Rất là đẹp luôn. À, dày này. Rồi, mã H1. Bộ lọc đa tần. Nó lọc hai lần nha. Cái này còn chất lượng hơn là cái loại lọc bự bự kia nha. Này mã H1 380k. Mã H2 loại 30A. Thông số của nó này. Loại này thì mã số H2 480K. TDK này. Finiter. Mã H3. Dao Akibi thép thủ công nha, dài 16,5cm, bản 5/2, còn rất là đẹp luôn. Này dày khoảng hơn 1 ly nha. Đó, mới cứng luôn. Tem mác vẫn còn này. Cái này mã số H3 320k. Mã số H4 dao cai săn, 33 lớp nha, 33 lớp lõi thép BG10. Dày, phần này của nó là dày hơn 2 ly nha, hơn 2 ly. Ngoài này tầm gần 2 ly. Đẹp đẽ luôn. Chiều dài của nó 24,5cm, dài 24,5cm. Cán này rất là đẹp luôn. Cái săn nha, dao hãng nha. Mấy cái loại này giá của nó trên dưới 2 triệu nha. Này em bán giá 1.200.000, mã H4. 1.200.000. Mã H5. Một con dao đi rừng, mẫu cực độc luôn. Nó nặng gần 600g. Này
đi chặt cây chặt cối vô tư rồi, xài ở nhà cũng được. Phần này của nó dày tầm 9 ly nhé, dày 9 ly. Chiều dài của nó tổng là 21 cm. Phần này của nó là 5 phân này, rất đẹp luôn. M này, cái này của Maxwell này. Mã số H5 650k. Về bác làm thêm cái bao da hoặc là bọc gỗ đó đeo bên người vô tư rồi, rất là đẹp. Mã số H6 dao sashimi. Rất là dày luôn. Dài 22,5 cm. 22,5 cm. Bản 3 phân. Cái này nó dày khoảng 3 phân rưỡi gì đó. Đó, rất dày luôn. Ngoài này cũng tầm gần 3 phân. Cán còn đẹp nha. Mã số H6 260k. Mã số H7 dao đi rừng. Còn gần như là mới luôn. Cán rất đẹp này. Tem mác vẫn còn nha. Đây có chữ này. Này dài 17 cm. Bản phần này 3 phân rưỡi, ngoài này 4 phân, dây khoảng 6 ly nhé, 5-6 ly. Mã số H7 320k, bao đẹp luôn. Mã số H8 là sashimi, dài 20,5 cm, bản 3 phân 1 nhé, bản 3 phân 1. Này dày khoảng tầm tầm ly thôi, ly. Ngoại dao mài hai mặt nhé, mài hai mặt mình có thể xài tay trái cũng được. Ở đây có mộc này, còn khá là ok, cán còn đẹp, tem mác vẫn còn. Mã số H8 220k. Mã số H9 H9 là một cái cây dao chặt siêu dày luôn, dài 13 cm, bản 6 phân, 6 phân. Này nó dày khoảng hơn 1 phân nhé, hơn 1 phân. Thép ghép nhé, 2 lớp thép này. Đó. Phần lưỡi thép này của nó gần như kiểu là mấy cái lưỡi phay á, lưỡi phay trong mấy cái bộ máy, rất khó han gì mà cực kỳ sắc bén, mà cứng. Đó. Thép ghép của nó, cái này là chia 2 lớp thép này. Đó. Khá dày luôn. Về các bác chế cán nhá. Con này mã số H9 260k. Mã số H10 dao Global. Mã nhỏ. Đó. Dài 14 cm. Con này 4 phân. Đó, 4 phân. Bộ S5 rất là đẹp nha. Mã số H10 220k. H11 một cây Global luôn, dài 13 cm, chiều là 3,5 cm, khá đẹp luôn. H11 190k Global. Mã H12 con dao titan nhé, dao titan chiều dài 14,5 cm, bản 3 phân 2, còn khá là đẹp. Mã này nó thép làm thân máy bay nhé, siêu nhẹ, còn nhẹ luôn. Mài đi thì các bác về mài thì nó hơi trơ một chút vì thép nó cứng, nhưng mài đi được rồi thì xài nó rất là bén nhé, bén cũng khá lâu. Mã H12 190k. Mã H13 một con dao titan luôn, chiều dài là 16,5 cm, bản 4 phân rưỡi. Mã số H13 220k. Mã H14
H14 dao đề 3 nhé, dao đề 3 dài 13,5 cm, bản 4 phân 4, dài khoảng 8 ly nhé, 8 ly khá là đẹp nhé. Đây có chữ này, cán đi về các bác chế lại nhé, làm cán mới này, mã số H14 200k. Đây các bác chế cháo lại, mã số H15, con dao Nakiri dài 16,5 cm, bản 4 phân rưỡi, 4 phân rưỡi nha, khá là dày, phần trong này nó dày gần 4 ly, nó cứng cáp nha, cán còn đẹp này. Đây có chữ nha, đây mã số H15 280k, mã số H16 dao này khá đặc biệt, dạng dao lọc dài 33,5 cm, rất là dài luôn. Cái này nó dày khoảng tầm 2 ly rưỡi nhá, cái này 2 ly, bản 2 phân, còn 2 phân. Phần này nó này khâu sừng nhá, khâu sừng mà nó bị chuột gặm quá. Đó. Hơi nhôm nhem chút, khâu sừng nha, về các bác chỉnh sửa lại. Rất là đẹp luôn. Này mã số H16 220k. Siêu dài luôn. H17 cây rìu. Tại voi nhỏ. Chiều của nó là 10 cm. Chiều cũng 9,5 gần 10 cm. Cán thì cũng còn khá ok, nó hơi tét chút đây, về các bác chỉ sửa lại vẫn sai ok bình thường. Đang mình làm cái cán cho nó đẹp, bên 3 gạch bên 4 gạch nha. Này H17 270k, H18 giá treo dao, giá treo dao, treo dao 500. Có hai cái ốc vít mình bắt vào tường nha, theo các loại dao khá là ok. Bác nào muốn nó chắc chắn hơn mình treo những loại dao to hơn chút, nặng thì mình gắn hai cái treo cho nó thoải mái nha. Treo rũa, treo dao kéo đều được nha. Này mã số H18 160k nhé, 160k H18 đá mài cô đô nhé, đá mài cô đô, xài 3 loại dao Nhật, dao đồ này, loại dao xịn xịn đắt mắc tiền một chút, mình xài loại dao này cũng rất hợp lý nha, mài nó rất là ăn thép, không có bị xước dao, mặt 1.600.000 ấm nước 7 đến 15 phút trước khi sử dụng nha. Bác nào chưa có thì mình sắm sửa cho gia đình. Cầm một viên này, xài cũng rất là lâu, không có hao đá gì nhiều đâu, không ra bột nha. Đá cô đô. Này là viên đá Đài Loan nha, sản xuất theo dây chuyền của Nhật. 190k một viên. Về hàng chất lượng nha. Rồi mã số H19, một cặp hai cái mỏ lết khá là ok, còn chắc chắn nhá, một cái size 150 của Lotter, tăng lợi cũng còn khá là ok, Lotter size 150, và một cái size 200 của Toyota còn rất là đẹp nhá. Và một cặp như thế này, mã số H19 150k một cặp. Mã số H20 cũng một cặp luôn. Còn chắc chắn nha, còn đẹp. Một cái của Notter.
và một cái quả Sanki. Sanki một cặp như này mã số H20 150k, mã số H21 cũng một cặp luôn. Đó, này một cái size 200 mini quả Sanki, và một cái size 250 quả top. Còn rất là ok nhé, thằng lợn chắc chắn khá mới luôn. Này mã số H21 220k một cặp nha. Mã số H22 để Pitule xịt sơn còn khá là đẹp nhé, có van chỉnh này, đầu của nó 4 lỗ này. Này thì nó không có ghi hãng gì, còn khá là đẹp luôn. Mã số H22 320k. Mã số H23 một cặp gồm hai cái cờ nê đa năng. Cái này là từ 9 đến 14, một đầu 9-14, xài mở các loại ấp từ 9 đến 14, đầu là 15 đến 22. Một cái này thì nó hơi bị tèm một chút, còn 9-14 tèm một chút nhưng mà vẫn mở rất ok nhé, xài mở đa năng luôn. Và một cái là từ 23 đến 32 heavy. Rồi một cặp như thế này, mã số H23 160k, 160k một cặp, rất là đẹp luôn, xài đa năng. Mã số H24 một bộ cờ lê, cờ nơ đê đầu trong này, đầu biển và đầu trong 14 mini, cái là 10-12, đầu 10-12 này, cái đầu 17 này, này 19 này, đầu trong 19, quả Sanki, cái này cũng quả Sanki luôn, để tìm ra ba, rất là mới luôn, khá đẹp. Cái 22 đầu trong đầu miệng và tốt cá mới luôn, tăng lợi khoảng nguyên. Mã số H24 200k. Mã số H25 một bộ, cái 10 17 19 và KDC KTC 17 19, đầu lê 17-19 và một cái 17 đầu trong đầu miệng và KTC luôn, một cái 10-12 của Notter và Super nhé. Super 10-12 12-14 12-14 này đây chúng ta không ghi. Còn chỉ có ghi dấu kiểm định Nhật này. Một bộ này, mã số H25 150k 4 cây. Mã số H26 một bộ 5 cây, đầu 11-13 super và rất đẹp nha. Đầu trong, đầu trong 12-14 12-14 Hero Japan, một đầu là đầu miệng đầu trong 22 CRV, một cái 17 đầu trong đầu miệng này 17, và một cái là 17-19 hai đầu trong luôn, 17-19 của KTC. Rồi một bộ như này, mã số H26 220k.
rất mới luôn nha. Mã số H27, một cặp gồm một cái kim nguội và Mary, này dài khoảng 18-19 nhá, răng lợi còn nguyên, và một cái kim mỏ chuột và Fujiza, răng lợi còn đẹp nguyên luôn, dài 16. Này mã số H27, một cặp này 160k. H28, cây búa đầu búa OH, nặng tầm ký 35 nha, ký 35, búa chữ thập. Cán đi về các bác chế lại nhé, đây nó còn cái đinh của nó này, về các bác gắn thêm vào. H28 140k. H29, một cây búa 0,9 kg nhé, 0,9 kg, còn rất đẹp luôn, cán còn chắc chắn nhá, gần như là mới luôn. Đây nó ghi chữ không biết chữ gì, khá đặc biệt, mặt búa còn đẹp nha. Cái này mã số H29 150k. Bác nào mà yếu yếu tay thì xài những loại này thôi, vừa lý vừa hợp lý rồi. H30, cái búa 1 kg 3 kiểu con voi này, búa chữ thật nha, mặt búa còn rất là đẹp luôn. Để các bác tháo nêm ra là lại cán là ok rồi. Mã số H30 140k. H31, một cây búa chữ thập luôn, 1 kg 35, cán đi về mình đóng lại chắc nha, cán này thì vẫn còn đẹp, đánh rửa đi là nó bóng này. Mã số H31 160k. H32, cây câu liêm nhé, câu liêm này nó dày khoảng 5 ly nhé, dày 5 ly. Đây có chữ này, được cành cây trên cao, hoa quả gì đó, dài 16 cm này. Cá này thì cũng còn khá là ok, có điều thì họ đóng cái đinh nó hơi lỗi, về bác chêm vào là chắc chắn là mình xài thì vẫn ok, không cần phải thay cán đâu. Mã số H32 220k. H33, một cái câu liêm luôn, này dày khoảng 4 ly, còn khá là ok, cái mát vẫn còn nhé, cán còn ok, chiều này của nó là 16 cm luôn. Mã số H33 220k luôn. Trên đây là một số món đồ ngày hôm nay, thì bác nào cảm thấy món nó phù hợp với mình thì mình xem kỹ video trước khi lựa chọn nha. Các bác dùng một số để liên hệ nhé, nhiều bác thì xài một số còn gọi một số, hỏi hàng một số, nhiều khi em không có biết được, lúc này nhầm lẫn. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi, chào tạm biệt các bác.